Hôm nay công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu về Việt Nam bộ phụ trước cho dòng xe Mercedes GLA phiên bản GLA 250. Bộ phụ trước công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ nhập khẩu trực tiếp từ Đức với thương hiệu Bitten. Bitten là một thương hiệu OEM có chất lượng tương đương với chất lượng chính hãng và được sản xuất 100% tại Đức. Quý khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm phụ tùng cho các dòng xe Mercedes cũng như các dòng xe nhập Mỹ và các dòng xe nhập châu Âu, vui lòng liên lạc công ty phụ tùng của tôi nhập Mỹ. Chúng tôi đã được tư vấn về giá cả cũng như các giải pháp về phụ tùng với giá cả và chất lượng tốt nhất.